Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum anh chị em nhé. Hôm nay em về được một ít dây và ổ cắm điện dài 5m anh chị em nhé. Dây dài 5m đó. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ em ngay nhé. Rồi, giá em bán bao rẻ nhất thị trường đối với cái dây này luôn. Em dám khẳng định luôn. Bởi vì dây này trên thị trường đang bán, có những người bán là 100, à chứ giờ là bán là 250, 300, 320, 350, tùy có bọc không có bọc. Dây của em thì không có bọc luôn. Nhưng mà em khẳng định là mới 100% chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Mới 100% chưa qua sử dụng. Đấy, dây này là vừa dây kèm ổ nhá, dây và ổ. Đó, lưu ý là dây và ổ. Phích cắm đồ tất cả luôn. Đấy, đây là ổ luôn đấy. Ổ này là ổ 4. Ổ này ổ 4. Ổ khóa lóc anh chị em nhá. Ổ này ổ khóa lóc này. Đó, dây thì dài 5m. Đó, dây 1.8 anh chị em nhá. Dây là 1.8 nhá. Anh chị em nào chơi âm thanh nhá. Anh chị em nào chơi âm thanh thì cái ổ này thì tuyệt vời luôn. Hoặc là cắm nồi cơm điện đồ này nọ, mua một ổ thôi là dài tuyệt vời luôn. Ổ này em dám đảm bảo luôn, em bán giá là ok nhất luôn trên cái thị trường. Anh không tin chị em, anh chị em thì cứ tham khảo nhá. Ổ này em bán cho anh chị em là 180.000 một ổ, chưa bao gồm phí vận chuyển. 180.000 một ổ. Anh chị em lưu ý như vậy. Em chỉ có 70 ổ thôi. Hôm nay về 70 ổ thôi. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ em ngay nhá. Đây. Ổ nhìn này. Đấy, cái này thì nó xoay được nhá. Đó. Và lưu ý cái này là chỉ chuẩn cắm dẹp thôi. Chỉ chuẩn cắm dẹp như thế này thôi, cho hệ Nhật và hệ Mỹ thôi. Chứ không cắm được cho các hệ 220 như mình nhá. Nhìn này. Đó, khóa lóc này. Anh chị em có giật kiểu gì nó cũng không ra luôn. Này. Này. Đó, giật kiểu gì cũng không ra luôn. Nhưng mà anh chị xoay một cái, đó, tháo nó ra. Xoay một cái tháo nó ra. Cái này thì anh chị em biết hết rồi. Chắc là anh chị em cũng biết hết rồi. Đó. Như thế này là không rút được này. Như thế này nó rút được này. Đó, quay như này, quay như này. Đó, rất là hay. Còn cái này thì nó quay đi động được này. Ổ này xin lưu ý nhắc lại với anh chị em nhá. Ổ này là ổ tất cả trên thị trường bán đều là ổ xuất Nhật. Trung Quốc sản xuất và xuất sang cho thị trường Nhật tất cả các ổ như thế này trên thị trường bán. Còn anh em nào bán mà khẳng định ổ này ổ Nhật thì ra đây, ra đây nói chuyện với em. Đó, em nói luôn, không cả mất lòng tin của khách hàng. Đó, ổ này là ổ xuất đấy, nhưng mà tiêu chuẩn để sản xuất cho Nhật này. Đó, nó chỉ bị mất vỏ thôi. Đó, nó chỉ bị mất vỏ thôi. Dây điện toàn chữ này. Đây. Đây 1.8 này anh chị em nhé. Đấy, dây 1.8 nhá. Không nói sai nhá. Dây 1.8 toàn chữ này. Hãng này này, hãng của nó là hãng Josin này. Đó, Josin này. Hãng này là hãng nổi tiếng về dây điện đồ này nọ nha anh chị em nhá. Hãng này nổi tiếng rồi. Đó, đây em cắm luôn cho anh chị em xem. Đó, nó sẽ có đèn báo như thế này này. Đó. Ổ này có 500 hít anh chị em nhá, 500 hít này. Và cái này anh chị em có thể cắm 220V thoải mái nhá. Thì cắm bao nhiêu volt thì cắm. Nhưng mà lưu ý là chỉ chuẩn cắm dẹp. Chỉ chuẩn cắm dẹp thôi anh chị em nhá. Giá là 180.000 một ổ. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ em ngay nhá. Ổ mới chưa qua sử dụng. Ổ mới chưa qua sử dụng luôn. Đó. Em về được 70 ổ thôi. Ổ này trên thị trường người ta bán đầy. Nhưng mà bán toàn bán đắt thôi. 300, 320. Không tin cứ tham khảo đi. Em nói thẳng luôn, ổ này về chơi âm thanh thì hết ý luôn. 180.000 một ổ, chưa bao gồm phí ship anh chị em nhé. Anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em ngay. Số điện thoại em sẽ để phần tiêu đề video. Nhớ cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Chào anh chị em.